trời tạo ra địa chấn. Và cái đầu anh là điểm nhấn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bon Video Kì. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục video về Minecraft Reaction các bạn ơi. Đấy. Thì mình làm clip reaction trước thì rất nhiều bạn ủng hộ mình nên mình sẽ làm thêm một video reaction clip của những các YouTuber nước ngoài các bạn ơi. Đấy. Thì trước khi bắt đầu video thì mình mong các bạn đã lại cho mình một like và một subscribe ủng hộ kênh của mình các bạn ơi. Nếu bạn là người mới thì bạn có thể đăng ký kênh và bật cái chuông kế bên các bạn để nhận thông báo mới nhất từ video của mình nha. Đấy. Thì nếu bạn thích xem video này á, thì mình sẽ để link kênh của anh ấy dưới phần mô tả hay là trên cái video của mình gắn cái tên của anh ấy lên luôn nha các bạn. Ok, trước khi bắt đầu mình sẽ like này nè, ở mình đã đăng ký nữa các bạn. Đấy. Thì video hôm nay mình sẽ nói về chủ đề chính là tất cả các điều mà gây khó chịu nhất trong Minecraft. Đấy, mình sẽ tổng hợp trong cái video này các bạn ơi. Đấy. Cùng mình xem nào các bạn. Ok, bây giờ xin mở to cái màn hình lên nè. Giúp kinh nghiệm cho cái video rồi action lần trước thì mình sẽ mở giảm nhỏ nhạt lại một tí các bạn ơi. Ok, let's go. Câu hỏi nó có làm mình gây khó chịu hay không nha các bạn. Nếu bạn nào thấy khó chịu thì các bạn cứ comment bên dưới video cho mình biết nha các bạn. Ok. Mới vào nghe Nether đúng ui. Chưa kịp hiểu. Ui creeper. Chưa khó chịu gì đâu bạn ơi, bình thường. Ba cái đồ quỷ đi bình thường. Đi vào Nether nữa bạn. Ui, what the fuck. Mới vào bị con gái nó bắn một viên các bạn. Ui, cái gì đây? What the fuck. Chưa có gì là khó chịu các bạn. Cái gì đây? Đang đào xuống bạn. Bình thường. Ui. Ui. Quả trưởng bạn. Ui. Cháy nhanh. Má cái video nó nhanh quá các bạn, mình chưa kịp hiểu. Đập gỗ này. Ui. À cái này là do bị crash game các bạn ơi. Mình cay các bạn. Các bạn có biết cay cái không? Khúc mà mình cay quá rồi. Đây là các bạn. Nếu mà các bạn thường thường mà chơi Minecraft mà các bạn tìm thấy kim cương mà các bạn đào xong các bạn bị crash game ấy. Cay bán nồi luôn ấy. Ui kim cương này ngon. Trời. Ui một viên kim cương nó có gì khó chịu đâu nhờ. Bình thường mà. Có gì đâu. Có gì đâu khó chịu. Ui creep. Cái cảm giác cay cú nhất là cái cảm giác mà mình cho ở một cái đàn cù mình ăn tự nhiên ở đâu xuất hiện một con creeper chứ. Cây bấy nổi bạn. Thì từ lát nữa xem cái video gây khó chịu thì mình sẽ cho các bạn xem một video gây thỏa mãn các bạn ạ. À. Đấy. Ui. Ui ui ui. Ui. Đâu mà phantom nhiều vậy. Chắc anh ấy cũng thức. Chắc anh này cũng thức rất là nhiều đêm ấy. Ui ui chọc chó này, thanh niên chọc chó ngu người bấy nổi. Các bạn biết cảm giác đấy cảm giác gì không bạn? Sau một cái chuyến đi chặt gỗ về và phát hiện cái nhà mình đã bị tan hoang là chỉ có mấy anh khứa bạn mình thôi, chỉ có mấy anh khứa bạn mình mới làm gì thôi các bạn, cay mấy thôi. Nó còn ha ha nữa chứ. Cảm giác khi chơi chung với bạn ơi. Wow. Hết rồi à. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem video gây thỏa mãn các bạn ơi. Thì đã có cái khó chịu hay có thỏa mãn đó các bạn. Có qua có lại đúng không các bạn? Ok, thì nó mới cân bằng. Ok, thì sẽ cho các bạn xem video thỏa mãn thôi. Ok các bạn ơi, thì mình đã tìm được cái video gây thỏa mãn nha các bạn ơi. Thì đây là video 10 điều thỏa mãn nhất trong Minecraft. Đấy. Thì mình sẽ để cái link kênh của này dưới phần mô tả nha các bạn. Anh ấy tên là Pepsi. Đấy. Ok, thì bắt đầu xem nè bạn. Thì đã có cái sự khó chịu mà cái video đó cũng không khó chịu lắm các bạn. Các bạn nào thấy khó chịu thì bạn comment bên dưới cho mình biết nha. Ok, bây giờ sẽ đến video top 10 thỏa mãn nha các bạn. Có khó chịu là phải có thỏa mãn nha.
Từ cái quả nhẹ. Ui, lúc đầu là gì ta? Gì quá. À, đặt cục cỏ. Ui, cỏ nó len da phê quá nồi. Ui, phê quá trưởng mày. Cái này là time lapse các bạn ơi, nó tua nhanh ấy. Ui, các bạn nhìn cảm giác phê không? À, đúng rồi. Sau những ngày mệt mỏi mà các bạn xem clip này thì thôi rồi. Falling sand. Ui. Hình như cái khúc ở trên này bắt đầu lắc nè, thấy không thỏa mãn lắm nha các bạn. Lúc đầu thì nó còn ok nha. Cả cái khúc mới đầu tiên nó thì nó mượt mà khúc ở trên. Ôi ôi chết. Khúc ở trên thì nó hơi bị giật mình không cảm thấy nó ok lắm. Grip motor. Như đây. Forever falling. Ôi anh ấy đang rơi các bạn ơi. Ui. À cái này giống kiểu như drop edit các bạn. Phê bãi nồi. Cái quả nhạc đây mình ghi có bản quyền hả, mình ghi action là tại dính nhạc bản quyền không bạn. Ui scam lóc. Ui nhảy lên phát lên scam lóc luôn kìa. Ui nhảy xuống. Wow tuyệt vời bạn. Nếu bạn thích mình làm kiểu video thế này comment dưới mình biết. Ui, chết. Sao những cái cú nhảy mà thì cú lửa các bạn ơi. Gì đâu. Ủa đây là sen quay là cái gì ta? Két. À, hình như là điệu nhảy của két các bạn ơi. Đúng không ta? Ui mượt mà bái nồi. Tại vì két nó tóc phân ra từng nào nó đẹp quá chưởng các bạn. Wow. Ui nó còn rơi xuống nữa các bạn. Wow. Đó. Chắc anh này cũng phải là một thánh dành gì đấy tôn lắm mới làm được như này các bạn. Ui đẹp quá nồi các bạn ơi. Bạn nào thấy đẹp thì để lại một like, một subscribe nha bạn. Ui, được quá rồi. 10 điểm. Ở đây sao? À, cái này thì đổ nước thì nó len ra. Cái này bình thường. Không có gì hấp dẫn hết, bình thường thôi. Bình thường quá nồi luôn. Còn mà nghe cái tiếng phê quá nồi bạn. Cũng phải thảo bạn đấy. Cũng thảo bạn một chút với đấy bạn. Tiếng phê đấy bạn. Nghe mình thích nghe cái tiếng này các bạn ơi. Các bạn nào thích nghe tiếng thì cái tiếng này thì comment bên dưới video cho mình nhé các bạn. Đấy. Ui, nghe cái tiếng này phê. Này là cái gì ta? Này là cái gì ta? Là chiếc thuyền này có gì đâu. Ui, sao nó thấy chạy nhanh như nhờ. Ui, what the fuck? Sao chạy nhanh thế? Hát à? Wow, mượt vãi nồi. Ủa, các bạn comment cho mình biết hình như là, xin lỗi các bạn mình dừng video tới này nha. Các bạn comment cho mình biết, các bạn cho mình biết là tại, ủa mà tại sao ở trên băng thì nó chạy nhanh nha các bạn. Ui, mình mới biết luôn ấy. Ui, phê vậy rồi. Này là gì ta? And Saito. Saito là cái block trong, viết dòng đó các bạn. Cái quả gì mình quên đó các bạn ơi. Nhớ em. Ui nhìn bạn cái đường đăng cưa các bạn đó. Ui cái này là các bạn máy mạnh mới làm được nha các bạn, máy mà yếu là nó xuất hiện cái này nhiều quá làm không được các bạn ơi. Má bây giờ mà có một cái cây cung bắn một phát là ui các bạn, cái đường đăng cưa nhìn phê quá rồi. Ai không phê tôi không nói được, phê quá rồi. Ui được của ló các bạn ơi. Con này là gì ta? Torching sand hình như là à đuốc, một cái đuốc đặt cái đuốc xuống mày có gì đâu ta. À được quá nồi này, cũng gọi là thỏa mãn đấy. Ui, nhìn các bạn nhìn cái điệu nhảy của gọi là điệu nhảy của sa mạc các bạn ơi, nhìn được quá nồi. Ui cái quả nhạc nó lại hợp lý bạn. Ui nhìn phê đúng không bạn. Đúng là cái video thỏa mãn mà cũng là gây sự thỏa mãn cho người xem phải nồi bạn, nhìn phê quá rồi. Mà nó không có đều nhờ các bạn, nếu mà nó đều nữa gọi là hợp lý phải nồi, kiểu như năm ông đứng năm hướng đặt năm cái đuốc ấy, thì nó lại thỏa mãn. Ui phê quá rồi, nhưng mà này két này có màu nên nó sẽ là hợp lý nữa bạn, két có màu thì lại ok hơn nữa. Ok chúng ta sẽ đến đời điều thứ sáu nào. Ủa điều thứ chín chứ, chín là gì? À wow, đây là map grab các bạn.
Ui, máy phải mạnh lắm mới cài cái này các bạn. Máy bị thua. Shadow chưa sốc quá nè. Ui, nhìn nó đẹp quá rồi. Ánh nắng chiếu vào long lanh cái thứ đẹp quá trưởng vậy. Ui, các bạn nhìn lá rơi các bạn ơi. Ui, máy này phải tầm 100 triệu mới cài được. Đùa thôi. Con này là gì? Elisha là cái cánh luôn ta. Ui, các bạn dùng cái kiểu như cái pháo hoa này sẽ giúp bạn bay cao. Ui, cái hang đẹp quá trưởng. Ui, mình thì như cái video này nó hợp với cái quả nhạc đây phải thôi. Vô quả trưởng. Ui, phê. Ui, bay slow ấy. Ô, hết rồi. Ok, cũng khá là phê bạn. Mà cái video thì ok, thì hôm nay mình đã cho các bạn xem một video gây ức chế và một video gây thỏa mãn rồi. Ok, thì nếu bạn thích cái video này của mình thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hãy luôn luôn tuyệt vời. Ok.